Rồi, chào các bạn. Sau những ngày bận rộn ở bệnh viện và hôm nay anh Phi đã trở về Abo và đã ổn định rồi đây. Bây giờ sáng hôm nay anh Phi có 19 tờ giấy này, gồm có 18 tờ nguyên và một tờ lỡ. Tổng cộng anh Phi đếm được khoảng tầm 1,100+ món hàng đó các bạn. Và ngày hôm nay chắc anh Phi với chị Thư làm khoảng 400 món. Đây là tính là một món đây nha. Về cơ bản thì anh Phi làm các cái clip này mà anh Phi chạy nhanh á thì các bạn lại xem nó không có hấp dẫn, mà anh Phi review trực tiếp á thì các bạn lại thấy những cái món hàng này nó thông thường quá, cho nên thôi hôm nay anh Phi điểm tin một cái đoạn cơ bản như vậy để các bạn có thể thấy được rằng là ở anh Phi ở Abo vẫn đang làm thế này. Chẳng hạn như sau khi mà khui hàng ra thì chị Thư sẽ bấm một cái cọng dây ở đây, sau đó sẽ thắt một cái nút, và cái nút thắt á thì cái đầu dây dư ở đây không quá nhiều nha các bạn, không quá nhiều. Anh Phi với chị Thư thắt quen rồi cho nên là sẽ thắt một cái đầu dây nó như vậy, nó không quá dài để cho đảm bảo độ đẹp. Và sau đó anh Phi sẽ dán tem giá lên và chị Thư sẽ chụp hình để up lên trang web cũng như là up trên cái hệ thống hình của Abo. Và anh Phi tiếp tục làm như vậy cho tới các thùng kế tiếp. Thì ở đây hôm nay sẽ có 10 thùng, tổng cộng đợt hàng này anh Phi với chị Thư nhập vô 22 thùng. Do anh Phi với chị Thư thời gian vừa qua thì lu bu quá, không có kịp chăm hàng, mặc dù hàng ở cửa hàng Abo cũng không thiếu đó các bạn. Hàng này đa phần là chăm lại mẫu và chăm lại hàng theo cái tiêu chí của anh Phi để cho Abo hoạt động ngày xưa giờ thôi. Một là vấn đề là phong phú đa dạng về mẫu mã, thứ hai là phong phú đa dạng về cả giá cả nữa. Chẳng hạn như cùng một cái nhóm như vậy thì nó có nhiều loại để các bạn lựa chọn, hoặc nhiều mức giá để các bạn chọn theo cái cách của các bạn. Chẳng hạn như có những dịp nào đó về sinh nhật thì các bạn đi My Kingdom, các bạn mua hàng của My Kingdom. Nhưng vẫn có những cái dịp sinh nhật của một cái bạn hàng sớm mà không cần các bạn phải mua hàng quá cao quá xịn, thì các bạn có thể mua một cái món hàng nào đó một cái cách đơn giản hơn. Và ở Abo thì anh Phi đã chuẩn bị sẵn nè, nơ nè, giấy gói quà để gói miễn phí cho tất cả các khách hàng mua hàng luôn các bạn. Không phải là các bạn mua tại Abo mới gói đâu, mà các bạn mua online, các bạn mua giao hàng, nếu các bạn có nhu cầu thì anh Phi vẫn gói. Và trong thời gian vừa qua thì anh Phi với chị Thư cũng nhập vào khá nhiều. Nói là đèn trung thu thì không phải đâu các bạn, nó chỉ gắn thêm cán đèn thôi. Chỉ có con lân là thuần đèn trung thu thôi, còn các cái khác thì đa phần là đồ chơi pin, gắn thêm cán đèn để làm chi. Qua mùa các bạn gỡ cái cán đèn á, cắt bỏ nó hoặc gỡ ra thì nó sẽ trở thành đồ chơi pin. Các bạn có thể chơi được 2-3 mùa nha. Và ở đây thì anh Phi cũng có khá nè. Một là đồ chơi pin của cửa hàng anh Phi gắn cây vào, hai là từ các nhà cung cấp họ sẽ làm như vậy. Còn ở đây thì chị Thư đang bơm những cái trái banh, nó nằm trong cái nhóm đồ chơi vận động hay thể thao ta. Anh Phi nhớ là nó có cái mảng thể thao nữa, thì anh Phi sẽ cố gắng anh Phi tách cái phần này về thể thao để sau này các bạn dễ tìm nha. Rồi, trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phi dành khoảng 3-4 phút để anh Phi nói thêm về hàng hóa. Còn chi tiết về hàng hóa như thế nào thì các bạn có thể xem trên trang yêudochoichem.com. Nhưng mà nhiều mục quá có thể các bạn xem không hết, hoặc là các bạn có thể cập nhật từ trang đồ chơi trẻ em Abo trên Facebook ha. Facebook các bạn vào cái phần tìm kiếm, các bạn gõ đồ chơi trẻ em Abo nó cũng sẽ ra nha. Và anh Phi còn rất là nhiều fanpage khác, nhưng mà từ từ đi, các bạn vô đó đi các bạn cập nhật ha. Còn nếu không nữa thì các bạn cũng có thể liên lạc Zalo để anh Phi gửi hình, nhưng mà các bạn vô trang web đi yêu đồ chơi trẻ em.com, dạo trong đó đi, các bạn sẽ thấy tất cả những cái hàng hóa hiện nay đa phần là khoảng 80% anh Phi đã đưa lên trên đó rồi nha. Cho nên là các bạn cứ xem thoải mái, riêng chỉ có nhóm chơi đầu hàng anh Phi đang còn lấn cấn, còn các nhóm khác thì ok hết rồi. Còn bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip chi tiết trong cái phần đóng hàng, còn cái phần khui hàng dán tem thì tới đây ha các bạn ha. Còn ngày mai nữa, ngày mai thì còn một cái đợt hàng cũng khá là lớn, nhưng mà cái anh Phi sẽ tập trung anh Phi làm. Còn nói mà diễn giải cho từng món đôi khi các bạn cũng không thích, bởi vì những cái món hàng này nó tương đối bình dân và nó không có theo xu hướng là phim hay là trend hay là gì đó ha. Còn tới đây thì được rồi, cũng 4 phút rồi ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Abo, trên Facebook của Abo và trên Zalo cũng như là trên trang web ha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha.